Mình còn nhớ lần gần đây nhất mà mình sử dụng các bộ máy đến từ Realme, đó chính là mẫu Realme 5 Pro. Và đến tận thời điểm này mình mới được trên tay và trải nghiệm mẫu Realme 8. Vậy thì sau khoảng tầm mình cách 2 đời thì Realme 8 nó có gì đặc biệt và có liệu nó có đáng mua trong cái phân khúc giá khoảng tầm 6 triệu đồng của nó hay không? Thì trong video này hãy cùng mình trải nghiệm sau khoảng tầm 3 ngày mình sử dụng Realme 8 nhé. Nào, bắt đầu video thôi. Và hiện tại thì mình xin dành một lời cảm ơn đến 7S đã cho mình mượn sản phẩm này. Nếu như anh em có nhu cầu muốn mua Realme 8 thì hoàn toàn hãy kích vào đường link mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ hãy đi sâu vào phần chi tiết nhé. Realme 8 là một sản phẩm mình đánh giá rất cao về phần thiết kế, đặc biệt là phần mặt lưng. Mình nhớ là rất lâu rồi mới có một sản phẩm mà chia mặt lưng ra thành hai vùng khác nhau. Và đặc biệt cái điểm nhấn đó là chữ Dare to Live, có nghĩa là dám nhảy vọt. Với câu slogan như vậy thì liệu Realme 8 có dám nhảy vọt trong cái phần thiết kế hay không? Thì mình đánh giá là có, từ phần mặt lưng đã có sự thay đổi. Về phần màn hình thì cũng đã có một sự thay đổi nhẹ. Chúng ta vẫn sẽ có một màn hình đục lỗ nhưng mà viền màn hình thì mình đánh giá là cũng mỏng hơn rất nhiều. Một phần nữa đó chính là độ dày của điện thoại cũng đã mỏng hơn. Tuy nhiên thì có một số điều mình chưa ưng ý lắm với cái phần thiết kế của Realme 8. Đầu tiên là về phần mặt lưng. Mặt lưng thì tuy là khác biệt, tuy là dám nhảy vọt đấy, nhưng mà nếu như các bạn sử dụng màu đen như mình thì cái phần Dare to Live, cái phần slogan nó vẫn chưa thật sự là tạo ra cái điểm nhấn. Còn nếu như các bạn sử dụng màu bạc thì như vậy nó sẽ tạo ra điểm nhấn rất nhiều. Và một cái điều nữa là mặt lưng này làm theo kiểu bóng, thế nên là rất dễ bám mồ hôi, dấu vân tay. Nếu như chúng ta đeo ốp vào thì lại mất đi cái sự gọi là tinh tế, cái vẻ đẹp của cái phần mặt lưng. Và một cái điều nữa đó chính là cụm camera mình đánh giá là nó hơi to quá, nó có quá nhiều những cái bếp hồng ngoại như vậy, khiến cho mình cảm giác là phần mặt lưng nó hơi mất cân đối. Về khung viền của Realme 8 thì lại làm thiết kế được kiểu hơi vát vát nhẹ. Cái điều này thì mình lại cảm thấy nó không thích cho lắm, khi mà sờ vào nó sẽ hơi bị cộm cộm, hơi cấn tay một chút. Còn không biết thì các bạn sử dụng như nào, nhưng mà mình thì thấy nếu đeo ốp vào thì lúc đấy sử dụng nó sẽ thoải mái hơn. Màn hình của Realme 8 có kích thước là 6,4 inch, sử dụng tấm nền là Super AMOLED và độ phân giải sẽ vẫn là Full HD Plus. Màn hình này có độ sáng của tầm 400 hơn 400 nit, như vậy thì vẫn có thể sử dụng ngoài trời. Và màu sắc thì nó hơi rực một chút, Delta E nó lên khoảng tầm 5.4. Và độ phủ màu của sản phẩm này mình đánh giá cũng khá cao khi mà sRGB đạt đến 99%. Adobe RGB lên đến 90% và DCI-P3 đạt đến 93%. Như vậy thì màn hình này đáp ứng rất tốt các nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày. Và nếu như mà độ chuẩn màu thêm nữa thì chúng ta có thể là chỉnh hành sơ sơ trên màn hình này rồi đúng không nào? Còn khi mà trải nghiệm xem ví dụ lướt Facebook, lướt YouTube hay là thậm chí xem Netflix trên màn hình này thì mình đánh giá rất cao, rất tốt. Cái phần nốt ruồi nó hơi lệch trái khiến cho chúng ta khi xem phim thì nó cũng không hề gây khó chịu chúng ta đâu. Về phần hiệu năng thì sử dụng con chip Helio G95, một con chip đến từ MediaTek. Tuy là nó không thể nào nó có sự danh giá như là Snapdragon, nhưng mà hiệu năng của Realme 8 trên mẫu chip này thì thật sự là mình đánh giá cao. Mình đã chơi hai tựa game chính, đó chính là Liên Quân Mobile và Liên Minh Tốc Chiến. Thì cả hai tựa game này đều có thể lên max setting mà sử dụng rất mượt mà. Mình leo rank với tốc chiến thật sự là rất đã trên mẫu Realme 8 này. Tuy nhiên thì quay sang với tựa game PUBG Mobile thì vì đây là một con chip nó vẫn còn một tiến trình cũ 12 nanomet, thế nên là nó vẫn chưa thể nào tối ưu hóa hiệu năng với PUBG Mobile được. Chúng ta vẫn chỉ có mức setting nhàng nhàng mà thôi, các bạn có thể nhìn thấy mức setting trên màn hình đấy. Còn với dung lượng RAM là 8GB và bộ nhớ trong lên đến 128GB thì mình cảm thấy nó rất đủ để cho mình sử dụng. Không chỉ là 1 năm mà thậm chí là 2-3 năm vẫn có thể sử dụng sản phẩm này một cách bình thường được. Nói chung là với hiệu năng thì mình đánh giá Realme 8 ở mức rất ổn trong phân khúc. Realme nói chung và Realme 8 nói riêng thì vẫn đem lại cho mình một cảm giác sử dụng camera rất tốt. Nó sử dụng rất dễ dàng và chất lượng ảnh từ điện thoại đưa ra thì nó cũng rất là nịnh mắt. Với một cụm 4 camera ở phía sau, bao gồm một camera chính 64MP, một camera góc rộng 8MP, một camera macro 2MP và một camera đo chiều sâu 2MP nữa thì cũng đã đáp ứng rất đầy đủ các nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và cái chất lượng ảnh từ camera sau mình phải đánh giá là Realme 8 thật sự là tốt. Tốt trong tầm giá luôn. Nếu như là so sánh với các mẫu máy điện thoại Trung Quốc khác, ví dụ là Xiaomi, thì chất lượng ảnh đến từ Realme mình cảm thấy nhìn hơn rất nhiều, màu sắc lên nịnh mắt và chất lượng ảnh
chi tiết nó lên cũng đủ cao. Và không chỉ vậy, trong vấn đề chụp ảnh đêm thì thật sự là mình cảm thấy bất ngờ khi mà mình chụp trong cái thời điểm xế chiều và tối thì độ sáng nó vụt hẳn lên, cảm giác như là một cái buổi chiều bình thường vậy, lúc khoảng tầm 3-4 giờ vậy. Còn về ảnh phong cảnh và chân dung thì các bạn cũng có thể nhìn thấy đấy, chất lượng ảnh ra cũng rất tốt. Camera trước cũng lên đến 16 megapixel và Realme nó cũng có cho ra cho chúng ta một cái chất lượng ảnh nhìn vào thôi đã thấy nịnh mắt rồi. Đơn giản thôi, Realme với Oppo thì nó vẫn mang lại cho chúng ta một cái gọi là selfie smartphone cơ mà, đúng không nào? Còn cuối cùng là về phần dung lượng pin, 5000 mAh trên một thân hình mỏng nhẹ như này thì mình đánh giá rất cao phần thiết kế. Và một cái nữa là khi mà mình trải nghiệm khoảng tầm 3 ngày thì cái phần tối ưu của Realme cũng khá tốt khi mà mình sử dụng để chơi game. Mình thì không sử dụng wifi, tại wifi nhà mình nó chập chờn quá nên mình sử dụng 4G liên tục. Để chơi game thì mẫu máy em vẫn đáp ứng cho mình một ngày sử dụng để chơi game, thật sự cũng hardcore phết. Và cũng có thêm công nghệ sạc nhanh 30W nữa, thế nên là sạc cũng rất nhanh và có thể sử dụng liên tục được luôn. Đó là những cái đánh giá của mình về Realme 8 sau 3 ngày sử dụng. Mình đánh giá là đây là một mẫu máy với mức giá tiền cũng rất là hợp lý khi mà có những cái lợi ích nó đem lại, một là thiết kế đẹp, một thiết kế nổi bật này, một màn hình để cho chúng ta xem phim hay là chơi game nó cũng rất là ok, hiệu năng cũng đủ dùng và camera thật sự là mình đánh giá cao trong phân khúc. Vậy thì ý kiến của bạn như thế nào? Các bạn có thấy Realme 8 có đáng mua trong cái phân khúc giá khoảng tầm 6-7 triệu của nó hay không? Hãy vui lòng comment cho bên dưới nhé. Và nếu như anh em có nhu cầu muốn mua Realme 8 thì hoàn toàn có thể kích vào đường link 7S mình để dưới mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các anh em trong số video sau. Bye bye!